Kính mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Nhận định về những hình thái thời tiết trong tháng 12 năm 2022, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng vẫn còn khả năng xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên khu vực Biển Đông. Cùng với đó, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất tại khu vực Bắc Bộ. Do vậy, khu vực này có nhiều ngày rét, trong đó rét đậm có khả năng tập trung trong thời gian ngắn vào thời kỳ đầu và cuối tháng 12. Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 20 đến 50 mm, đặc biệt khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 70 đến 150 mm, có nơi cao hơn 200 mm so với trung bình nhiều năm. Người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết. Chính quyền và các đơn vị chức năng cung cấp nhanh, kịp thời các thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau và vận động tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thông tin thời tiết Quảng Ngãi hôm nay. Sáng nay trời có nắng, thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Sang đến chiều, khu vực Quảng Ngãi đã có mưa, mưa rào. Còn ngày mai, 2 tháng 12, khả năng từ tối nay đến hết ngày 3 tháng 12, Quảng Ngãi xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm một đợt, có nơi trên 280 mm một đợt. Cần đề phòng có sét và gió giật mạnh trong dông. Lũ trên các sông, lũ ống lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Để đảm bảo an toàn, bà con tuyệt đối không cố đi qua ngầm tràn bị ngập, không đánh bắt vớt củi trên sông. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo từ đêm mai đến hết ngày 3 tháng 12 như sau. Huyện Sơn Tây, Sơn Hà phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Huyện Trà Bồng phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi cao hơn. Huyện Ba Tơ, Minh Long phổ biến từ 150 đến 220 mm, có nơi trên 250 mm. Thành phố Quảng Ngãi, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Huyện Mộ Đức, thị xã Đức Phổ phổ biến từ 100 đến 180 mm, có nơi trên 200 mm. Huyện đảo Lý Sơn phổ biến từ 100 đến 150 mm. Khả năng từ ngày 4 tháng 12, mưa lớn trên khu vực có xu hướng giảm, sẽ có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa. Thông tin về thời tiết biển. Khối không khí lạnh mạnh không chỉ tác động đến đất liền mà nó còn bao trùm một vùng rộng lớn trên biển, khiến cho gió tại tất cả các vùng đều chuyển mạnh từ chiều nay. Đáng chú ý, khu vực vịnh Bắc Bộ cũng như là Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa. Cảnh báo trong đêm nay và ngày mai sẽ có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, độ cao sóng từ 2 đến 6 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực ven bờ từ Quảng Trị đến Ninh Thuận trong đêm nay và ngày mai sẽ có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 3 đến 6 mét, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển này đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh sóng lớn. Trong điều kiện thời tiết xấu như vậy, bà con nên chằng buộc các trang thiết bị hàng hóa, nhất là các vật dễ di động ở trên bon và mái tàu để tránh rơi xuống biển. Không nên làm việc ngoài mặt bon trong thời tiết gió mạnh sóng lớn. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày mai đến ngày 4 tháng 12, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mưa to đến rất to trở lại, kèm theo dông, đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông. Từ ngày 5 tháng 12 đến ngày 9 tháng 12, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, nắng gián đoạn. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa và dông, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ C, độ ẩm từ 20 đến 80%. Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C, độ ẩm từ 20 đến 85%. Đà Nẵng có mây, mưa to nhiều nơi, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C, độ ẩm từ 79 đến 90%. Lâm Đồng có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C, độ ẩm từ 65 đến 75%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C, độ ẩm từ 90 đến 91%. Tặng ngay 1 triệu đồng khi trở thành khách hàng cao cấp BIDV. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, khi khách hàng nâng hạng trở thành khách hàng cao cấp hạng Premier của BIDV sẽ được nhận ngay quà tặng tiền mặt và hưởng trọn vẹn những ưu đãi dành cho phân khúc này.
khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 300 triệu đồng đến 5 tỷ đồng từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 sẽ nhận ngay quà tặng tiền mặt trị giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng sẽ được hưởng ưu đãi đặc quyền khi trở thành khách hàng cao cấp mới của BIDV theo quy định. Mọi chi tiết khách hàng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, điện thoại 0255 371 4868, máy lẻ 734 và các phòng giao dịch.